Rồi, xin chào cả nhà thân thương đã quay trở lại với cái bản tin tiếp theo của Lực Tàng TV nha. Thì ngày hôm nay là những cái thông tin quá nóng cho nên là Lực Tàng cũng lên rất là nhiều clip để gửi tới cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Và những cái thông tin này là những cái thông tin hoàn toàn chính xác đến từ kênh của Lực Tàng. Rất mong quý ông bà, cô chú, anh chị vào nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng nha. Thì như cái thông tin vừa rồi, Lực Tàng vừa mới cập nhật cho cả nhà là sư thầy Thích Minh Tuệ đã viết một cái bức tâm thư trong nước mắt. Phải nói đến là rất là tội nghiệp cho thầy khi thầy viết cái bức tâm thư này. Thì ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại bây giờ là thầy không thể tu hành theo đúng 13 hạnh đầu đà của Đức Phật nữa. Cái bộ hành và cái khất thực thì bây giờ đã bị ngưng lại. Thầy cũng chỉ quanh quẩn ở trong phía công ty Pháp Tâm Thiên Niệm Tuệ. Và thầy nói rằng là tâm nguyện là thầy sẽ tu tại gia cũng như là phụng dưỡng cha mẹ già. Thì cả nhà cũng biết đó là cái bức tâm thư trước đó. Nhưng với một cái thời gian và cái suy nghĩ của sư thầy trong thời gian vừa rồi, khi mà không thể tu học theo đúng cái tâm nguyện của mình, theo lời Phật dạy, đó là tu học theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, thì thầy cũng đã có những cái suy nghĩ. Và ngày hôm nay cái suy nghĩ đó đã được bộc lộ ra. Đó là sư thầy sẽ quyết định là lên cái kế hoạch sẽ đi bộ hành xuyên quốc gia, đi từ Việt Nam qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, rồi đi đến với đất nước Ấn Độ tươi đẹp, một đất nước của vùng đất Phật nha quý ông bà, cô chú anh chị. Đây là sự thật và quý vị khán giả không nghe lầm đâu. Có rất là nhiều người nói là Lực Tàng lên cập nhật thông tin mày bịa chuyện, nhưng những người đó cập nhật thông tin không có nhanh. Và khi coi clip của Lực Tàng thì nghĩ rằng là Lực Tàng nói xạo. Trong câu chuyện này mình không xạo được nha cả nhà. Tất cả mọi thứ về Phật Pháp, chúng ta nói về các vị sư thầy, nói về những người đang tu học theo lời Phật dạy là không thể nói xạo được. Và 100% thông tin là hoàn toàn chính xác. Và đây là cái bức tâm thư mà do chính tay của sư thầy Thích Minh Tuệ viết. Chữ của thầy đây thì không thể lệch được nha quý ông bà, cô chú, anh chị. Và cái mộc đỏ của công ty Pháp Tâm Thiên Định Tệ. Thì cái nội dung thì Lực Tàng cũng không cần phải đọc lại nữa, tại vì quý ông bà, cô chú, anh chị cũng đã nghe và hiểu hết rồi, đúng không ạ? Nói chung là trong nội dung là sư thầy có tâm nguyện là đi khất thực ở thôn 6 Iato Iagrai của tỉnh Gia Lai, nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ không thực hiện được. Và sư thầy cũng thông báo rằng là bên phía công ty Phát Tâm Thiên Niệm Tuệ, họ đã làm căn cước công dân về những cái thủ tục giấy tờ để có thể là sau này sư thầy Thích Minh Tuệ sẽ đi bộ khất thực xuyên biên giới đi qua bên phía đất Phật. Và sư thầy Thích Minh Tuệ đang rất là lo lắng trong giai đoạn này, thì liệu chừng là cái hướng đi, cái hành trình thì nó có bị vướng bận gì hay không. Tại vì sư thầy không có biết về điện thoại, không có biết về internet, cũng không có biết về cái cách thức đường lối là đi qua bên Ấn Độ sẽ như thế nào. Thì sư thầy đã có một cái mong nguyện là cầu mong quý Phật tử trong và ngoài nước, những ai đã đi bên phía Ấn Độ rồi và biết cách đi rồi thì có thể thông báo và chỉ dẫn cho sư thầy. Thì sư thầy xưng là con nha quý ông bà, cô chú anh chị. Và những ai mà muốn thông báo cái thông tin đó thì có thể liên hệ về công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ để cho bên phía công ty sẽ truyền tải lại cái nội dung đó để có một cái đường đi nước bước tốt đẹp cho sư thầy Thích Minh Tuệ. Thì đây là cái mong mỏi mà chúng ta phải tôn trọng cái quyết định của sư thầy. Thì ở Việt Nam không thực hiện được rồi thì chắc chắn sư thầy đã một lòng hướng Phật, đã một lòng đi theo tu học hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chắc chắn rằng là sư thầy sẽ tìm đủ mọi cách để sư thầy thực hiện cái tâm nguyện này. Thì bây giờ chúng ta nên tôn trọng và chúng ta cũng không phải lo lắng rằng đi qua đất Phật là sẽ bị cái này, bị cái kia. Thì dẫu biết rằng là yêu quý thầy thì cũng sẽ rất là lo lắng, vì một cái chặng đường mà thầy đi bộ hành xuyên quốc gia, xuyên biên giới như vậy thì sẽ rất là khó khăn và sẽ rất là nguy hiểm. Yêu ma quỷ quái thì nó đang rất là lộng hành và nó đang tìm đủ mọi cách để nó tấn công sư thầy Thích Minh Tuệ. Cho nên chúng ta lo cũng là một phần đúng, nhưng cả nhà cứ yên tâm, sư thầy có Phật gia hộ phía sau rồi, không thể ai đụng đến được sư thầy đâu. Thân thể là kim cang hộ pháp rồi, không thể ai mà có thể xâm nhập hay là phá phách sư thầy được. Ấy, cả nhà có thể biết rằng sư thầy Đường Tăng đi á, là có 4 đồ đệ tử, nhưng mà sư thầy Thích Minh Tuệ là không cần luôn nha cả nhà, không cần đệ tử. Tại vì bây giờ cuộc đời sư thầy đã theo Đức Phật rồi, dẫu biết rằng bản thân mình có trả giá bằng tính mạng thì sư thầy cũng không lo lắng. Cho nên là cả nhà cứ yên tâm, sư thầy mà có mệnh hệ gì thì Phật cũng gia hộ và bảo vệ cho sư thầy. Đấy, cho nên là mong cả nhà cứ yên tâm. Thì ngày hôm nay sau khi mà cái thông tin mà Lực Tàng nói là thầy đi Ấn Độ, thì quý ông bà, cô chú và các Phật tử trong và ngoài nước gọi điện cho Lực Tàng là cháy máy luôn nha cả nhà. Đến thời điểm hiện tại bây giờ đang gọi luôn, đang gọi luôn này. Gọi liên tục và khóc rất là nhiều. Thì quý Phật tử không biết là khóc vì cái lý do gì, chắc là một điều
rất là lo lắng cho sư thầy và không gặp được sư thầy trong thời gian tiếp theo ở đất nước Việt Nam. Thì cả nhà cứ yên tâm, đừng khóc nữa. Con biết là các quý Phật tử, các bà con, cô bác ở xa gần, trong và ngoài nước rất yêu mến thầy. Nhưng bây giờ thầy làm như vậy là thực hiện theo hạnh của thầy, theo cái lời tu học của Phật dạy. Cho nên là cả nhà hãy hoan hỷ đi, đừng khóc nữa. Chúng ta cứ vui lên, tại vì đất nước chúng ta đang gieo mầm cho một bậc chân tu để đi qua đất nước Ấn Độ lan truyền những cái điều tốt đẹp nhất cho thế giới nha cả nhà. Và chúng ta hãy hãnh diện về điều đó. Cho nên là không cần phải khóc, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cả nhà cứ bình tâm, giữ gìn sức khỏe và chúng ta hãy hướng một lòng về thầy để chúc cho thầy có một cái chặng đường đi nó được tốt đẹp. Thì hy vọng rằng sẽ có những cái cao nhân để chỉ đường cho sư thầy đúng như cái lời mong mỏi của sư thầy thôi. Chứ cả nhà khóc thì có thể rằng nếu như sư thầy Thích Minh Tuệ mà nghe được những cái lời mà những cái tiếng khóc của quý ông bà cô chú anh chị thì liệu chừng sư thầy đi có được vui hay không? Chắc chắn rằng thầy sẽ không vui. Tại vì tâm nguyện của thầy là làm tốt đẹp, hạnh phúc cho cả nhà. Mà bây giờ cả nhà khóc như vậy thì làm sao mà sư thầy có thể đi được, đúng không ạ? Trong thời gian sắp tới đây, cái sự việc mà thầy đi qua Ấn Độ thì không trước thì sau, và Lực Tàng cũng đã dự đoán trước đó rồi, không thể nào mà trật được. Đất Phật thì sẽ có những người là mang tính chất là học Phật sẽ đến với đất Phật và trở thành Phật ở đó, thì không có cái gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Sư thầy vẫn đang ở Việt Nam, và từ từ khi sư thầy đi qua Ấn Độ thì hàng triệu người ở đất nước Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia, ở Bangladesh, họ sẽ quỳ dưới chân của thầy. Tại vì sao? Không phải là quỳ vì này nọ về mê tín dị đoan, mà ở đây họ quỳ là vì thương yêu thầy, vì quý trọng đức hạnh của thầy. Họ cũng đã lắng nghe hết rồi, đã qua là họ chưa qua được đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Cái chặng đường, cái rào cản về biên giới, rào cản về cái chặng đường mà để đi đến Việt Nam thì nó quá lớn, cho nên là họ không đến được. Chứ Lực Tàng đảm bảo một điều rằng hàng trăm người, hàng ngàn người ở trên thế giới này thì 999 người đã biết đến sư thầy Thích Minh Tuệ về cái đức hạnh tốt đẹp của sư thầy và đang rất muốn là gặp thầy ở ngoài đời một lần. Thì bây giờ thầy đang đi như vậy là cho tất cả mọi người ở trên toàn thế giới nhìn thấy được hình ảnh của một bậc chân tu thực sự, chứ không phải là ở trên tivi, ở trên truyền hình nữa nha cả nhà. Bằng xương bằng thịt, và những cái người đó là người mà người ta yêu mến, người ta quý trọng. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị hãy hãnh diện lên, không phải khóc. Khóc làm gì? Thầy đi một vài năm, thầy đắc đạo, thầy thành chính quả, thầy lại quay về quê hương xứ sở của chúng ta, về bên cạnh những người yêu mến thầy. Cho nên là cả nhà không cần phải khóc, không cần phải lo. Những giọt nước mắt của chúng ta yếu đuối trong giai đoạn này sẽ là cái kẻ xấu nó tấn công và nó sẽ nói này nói nọ nha cả nhà. Chúng ta phải vui lên để cho sư thầy đi một cái chặng đường nó tốt đẹp hơn. Và chắc chắn rằng là những bà con Phật tử, những ai biết về cái chặng đường đi qua Ấn Độ thì họ sẽ liên hệ với lại bên phía công ty và giúp cho thầy đi một cách trơn tru, một cách đàng hoàng thôi cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm nha. Thì Lực Tàng cũng thấy là khóc nhiều quá, cho nên là Lực Tàng mới lên để mà đính chính cái thông tin một chút xíu cho cả nhà yên tâm. Còn hình ảnh của thầy đi qua Ấn Độ rõ ràng không có người này thì cũng sẽ có người khác truyền tải cái nội dung, và chúng ta sẽ nắm bắt được là cái hành trình tu học của thầy như thế nào. Và có thể rằng, Lực Tàng nói có thể rằng nha cả nhà, anh em của Lực Tàng sẽ làm visa và sẽ mua vé hoặc là đi bộ từ đây xuyên biên giới giống như thầy để qua bên Ấn Độ để mà quay truyền tải hình ảnh của sư thầy cho cả nhà xem luôn. Đây là sự thật luôn. Lực Tàng là bây giờ là máu đi Ấn Độ lắm rồi cả nhà. Và thủ tục như thế nào thì Lực Tàng cũng phải hỏi quý ông bà cô chú anh chị là bây giờ đi Ấn Độ là phải làm cái gì. Có lẽ rằng là mình đi bộ thì mình thở không ra hơi và mình không thể học được cái hạnh đi bộ là xuyên biên giới như thầy, nhưng mà mình sẽ đi bằng máy bay, đúng không cả nhà? Mình đi bằng ô tô, mình sẽ đi qua bên Ấn Độ 19, có thể là như vậy. Lực Tàng sẽ làm visa luôn, sẽ làm bắt bọt thích cái gì đó luôn để mà đi sang Ấn Độ luôn. Cả nhà ủng hộ không ạ? Thế bây giờ Lực Tàng là thích đi đâu là đi đó, đi để truyền tải cái Phật pháp nó nhiệm màu, đi để truyền tải cái đẹp cái hay thì không có cái gì mà không thể thực hiện được. Đây đi qua Ấn Độ Lực Tàng thấy rất là nhiều kênh sóng rồi. Họ đi họ qua, họ quay Phật, họ quay Bồ Đề, họ quay tất cả những cái vùng đất Phật mà liên quan đến tâm linh về cái chuyện là Phật pháp huyền bí, thì Lực Tàng cũng rất là thích nha cả nhà. Và chuyến này thì cái cơ hội này thì có lẽ rằng đất nước Ấn Độ sẽ được tất cả các du khách trong và ngoài nước
trong thế giới, trên toàn thế giới là kéo về cái đất nước Ấn Độ này. Không lý do gì chúng ta không đi du lịch một chút Ấn Độ để mà tiễn bước chân của chư thầy qua bên đó, đúng không cả nhà? Đấy, cái chuyện này là cũng bình thường đối với Lực Tàng thôi, nhưng quan trọng là cả nhà có đồng ý hay không thôi. Chứ sợ lại vô lại nói mày đi làm gì để mày quấy rầy sư thầy Thích Minh Tuệ, rồi mày đi làm gì để cho cái sự việc nó náo loạn lên. Ở Việt Nam thì náo loạn, nhưng ở bên đất Phật, ở bên đất nước người ta tự do tín ngưỡng cái tôn giáo thì nhiều khi nó sẽ khác ở Việt Nam chúng ta. Và biết đâu sư thầy qua bên đó thì chúng ta sẽ đi theo từng bước chân của thầy thêm một lần nữa, giống như ở Việt Nam, đúng không ạ? Dẫu biết rằng đất nước đó là đất nước khác, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi bộ hành, chúng ta vẫn có thể quay phim, chúng ta vẫn có thể truyền tải, đúng không ạ? Và đến cái thời điểm mà đông như ở Việt Nam và tình hình an ninh trật tự mà nó có vấn đề gì thì cũng sẽ có những cái vấn đề khắc phục ở bên đất nước đó, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thầy đi qua đó và chúng ta là những người khách du lịch, chúng ta đi qua đó để chúng ta chiêm ngưỡng cái bước chân đi của thầy thì có lẽ rằng cũng chưa bị cấm đâu cả nhà. Cho nên là cái phương án người ta đi thì cả nhà thấy như thế nào? Cả nhà có muốn Lực Tàng đi không? Bình luận ở bên dưới, Lực Tàng sẽ đi trực tiếp Ấn Độ, đi theo bước chân của sư thầy Thích Minh Tuệ luôn. Cả nhà thấy được không ạ? Đồng ý cho số 1 bình luận luôn ở bên dưới. Thích là nhích luôn nha, Việt Nam nói là làm luôn nha cả nhà, đúng không ạ? Thì đây là cái sự việc mà Lực Tàng cũng đang rất là mong muốn. Trước đó thì đi theo bước chân của sư thầy Thích Minh Tuệ từ các tỉnh này qua các tỉnh nọ, thì Lực Tàng đang bận công việc là trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn nên Lực Tàng không đi theo. Và sau khi mà Lực Tàng đi cứu trợ miền Trung về thì Lực Tàng lên trên đất Gia Lai thì gần sư thầy Thích Minh Tuệ được, thì chúng ta mới cảm nhận được là một cái ánh hào quang nó tỏa sáng như thế nào và chúng ta có một cái cuộc sống nó như thế nào sau khi nhìn vào khuôn mặt của thầy thôi, nhìn vào cái cử chỉ của thầy thôi, và nhìn vào tất cả các quý mà Phật tử ta mà ngoài nước đến đảnh lễ thầy, thì chúng ta ngộ ra được một điều rằng nó rất là tuyệt vời cả nhà. Chứ không giống như những cái thành phần xấu ác mà bây giờ nó lên nó tấn công, tại vì nó chưa bao giờ tiếp cận được với sư thầy một lần nào. Nó chỉ biết rằng là nó cái sự ganh ăn tức ở, để nó bày đàn, nó hùa, để nó chửi một người bực chân tu, không xúc phạm gì đến nó, không đả động gì đến nó, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đã ngộ ra được một điều rồi, thì chúng ta tôn kính sư thầy. Và bây giờ sư thầy có đi đâu thì chúng ta vẫn ở bên sư thầy. Kể cả Lực Tàng có đi qua Ấn Độ thì làm cái điều rất là quý. Còn nếu như không đi qua được Ấn Độ, không đi được theo bước chân của thầy, thì chúng ta vẫn tôn trọng bước chân đi của thầy. Và chúng ta cần học hỏi những cái gì tốt đẹp nhất khi mà sư thầy phổ độ cho chúng ta, đúng không cả nhà? Thì đây là cái thông tin mà Lực Tàng đính chính cho cả nhà. Và mong cả nhà là đừng có buồn. Thứ nhất, thứ hai là lên phương án có thể rằng là mua luôn visa, mua luôn vé để mà đi Ấn Độ. Đi trước luôn nha cả nhà, để qua đó để có những cái phương hướng tốt đẹp nhất để mà truyền tải nội dung, cũng có thể là hỗ trợ được cho thầy thì là cái điều rất là quý, đúng không cả nhà? Anh em sẽ lên kế hoạch để xem coi như thế nào, liệu chừng thầy có đi thực sự hay không, liệu chừng là có bị cản bước gì hay không, có vấn đề gì hay không. Chứ còn thầy đi qua đó rồi thì có thể là thầy thì khó, chứ nếu đối với chúng ta thì ngồi máy bay, ngồi mà xe thì nó quá là đơn giản, đúng không ạ? Còn thầy đi bộ thì bao nhiêu năm, đi từ Việt Nam, đi xuyên qua Lào, đi xuyên qua Campuchia, Thái Lan, Bangladesh như lời thầy nói, thì sẽ là bao nhiêu năm thì chúng ta không cần quan trọng, chúng ta không cần biết. Miễn sao chúng ta sẽ đi đồng hành cùng với sư thầy Thích Minh Tuệ, nhà quý ông bà của chú anh chị, đúng không ạ? Và có lẽ rằng đi bộ thì sẽ rất là khó cho thầy. Và cái hạ sách nhất như thầy nói là nếu như không đi bộ được thì phải đi bằng ô tô, bằng phương tiện, bằng máy bay, thì đó là hạ sách. Nhưng Lực Tàng nghĩ thì thôi, thì bây giờ thì chúng ta cũng mở lòng ra một chút xíu để mà có thể rằng là cho thầy đi máy bay đi. Tại vì bây giờ mà đi bộ mà đi cái kiểu đó thì thầy thì đi được rồi đó, nhưng mà liệu chừng có đủ cái sức khỏe không cả nhà. Lực Tàng cũng thấy hơi căng căng cái vụ này, cũng lo giống như các bà quý bà con Phật tử thôi. Nhưng cái chuyện gì đối với sư thầy đều vượt qua hết, tại vì thầy có Phật gia hộ nha cả nhà. Thì Lực Tàng sẽ từ từ để coi phương án như thế nào, thì Lực Tàng sẽ cung cấp thông tin. Nếu như mà có đi thực và thầy đi thực bay sang đó thực, thì có lẽ rằng Lực Tàng cũng sẽ ở bên đất nước Ấn Độ. Và hello, xin chào tất cả mọi người, là Lực Tàng đang có mặt tại Ấn Độ. Thì lúc đó cả nhà sẽ ủng hộ nha. Còn hiện tại trong giai đoạn này thì chúng ta cứ từ từ chờ đợi xem như thế nào cái đã. Để ở nhà chăm sóc mấy cái thành phần xạo láo chửi thầy cái đã, để coi tụi nó phản ứng như thế nào. Chắc bây giờ là tụi nó đang nhảy dựng lên đạch đó cả nhà. Khi mà nghe sư thầy là sẽ đi qua Ấn Độ á, là tụi nó là tức rồi đó, kiểu như tức tối và đang rất là lo lắng liệu chừng thầy qua Ấn Độ
là có được tôn sùng như ở Việt Nam hay không. Lỡ qua đó mà được tôn sùng nhiều hơn, nhiều Phật tử đảnh lễ hơn, quỳ lại hơn, thì tụi nó chắc có lẽ rằng là cay cú lắm đó cả nhà. Thì để xem cái phản ứng như thế nào, Lục Tài sẽ có những cái bài phân tích, những cái bài cung cấp thông tin một cách xác thực và nhanh nhất để gửi tới cho quý ông bà, cô chú anh chị. Cả nhà nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Có thông tin gì sẽ tiếp tục lên trong chiều ngày hôm nay, lên liên tục về những thông tin nóng hot. Cả nhà ủng hộ Lực Tài nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.